Các bạn quay trở lại với channel của Khỉ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một series mới mang tên Minecraft Vanilla 1.14. Không chần chờ gì nữa, chúng ta tạo thế giới mới nào. Đây là thế giới. Ok, mình đã chọn được một cái seed rất là đẹp. Chúng ta chưa sử dụng đây nhé. Trước tiên đổi tên nào. Vanilla 1.14 Create new world. Okay. Ở bản phiên bản mới này có rất là nhiều điều thú vị. Chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá nhé. Sau rất nhiều lần tạo thế giới thử demo thì cuối cùng mình cũng đã chọn được một thế giới này. Với cái seed vừa sau mình sẽ để link ở dưới description. Nếu bạn nào thấy thế giới này hay thì các bạn có thể copy seed đó và tạo thế giới giống mình nhé. Ok, vào thôi nào. Đây ở đâu đây? Chúng ta ở đâu đây? Xung quanh toàn là cỏ, rất nhiều cỏ. Đây một hạt giống, bên này có một bầy lợn, bên này có một đàn cừu. Wow, chúng ta đi sang bên này nhỉ. Bên này cũng có một bầy cừu, rất là nhiều cừu quanh đây. Ok, chúng ta đi xuống đây nào. Đây rồi, và đây chính là vùng đất mình muốn sinh sống. Đây chính là nơi mình muốn sinh sống. Đây có một vùng đất trống rất là đẹp, sát biển. Và trên này chúng ta sẽ xây ngọn hải đăng. Giống ỷ Thiên TV. Ok. Đầu tiên, lúc nào cũng phải đi kiếm, đó chính là gỗ. Đấm bằng tay thôi. Chứ biết sao giờ. Ban đầu cái gì cũng khó khăn cả, nên là cứ bình tĩnh đã. Ok, và chúng ta sẽ được 6 khu gỗ. Đầu tiên là chế tạo bàn crafting table. Ok, đặt xuống đây. Sau đó chính là chế tạo cái hâu đi. Các bạn biết tại sao mình phải chế tạo hâu đầu tiên không? Đó chính là trồng lúa. Lúc nào cũng phải quan trọng đầu tiên, quan tâm đầu tiên thì chính là lương thực. Tại vì không có lương thực thì chúng ta sẽ chết đói, và chết đói chúng ta sẽ chết. Thế là không hay. Quan trọng đầu tiên phải lương thực. Để sinh tồn bất kỳ nơi đâu thì phải đảm bảo nước uống và thức ăn. Ok, chúng ta sẽ cuốc 25 ạ. Ok, đây là 1, 2, 3, 4, 5. Ok, chồng trước đã. A city plate, trở thành một người nông dân chân chính. Chân lắm tay bùn, ok. Và chúng ta được khuyến mãi thêm một cái cây gậy này. Ok, chúng ta sẽ chế tạo một cây ách đi để có thể chặt gỗ. Thật là nhiều gỗ nào. Thêm 8 gỗ. Muốn chế tạo một cái dương để có thể được một cái đồ linh tinh lặt vặt này. Ok, và chế tạo một cây pickaxe để có thể đào đá, và chế tạo thêm một cây shovel đi. Cây shovel. Ok, và chúng ta sẽ đào xuống dưới nha. Đào luôn xuống dưới không chần chờ gì nữa.
Và đây là đá andesite này. Đào ngay xuống dưới. Nó là cây cúp bằng gỗ này là đào rất là chậm. Nhưng mà từ từ rồi mới nâng cấp lên dần được. Oh, có sắt kìa. À, và trong lúc đào xuống dưới, mình sẽ tranh thủ xem nào. Đặt thêm một ít gỗ để làm nung thành đuốc đi. Đây chính là cây Oakwood. Năm này. Ok. À, quên mất, chúng ta phải đào thêm hai cục đá nữa để có là thể làm đủ làm cái furnace. Ok. Vậy là đã đủ để làm cái furnace. Cái furnace nào? Đây là một cái lò nung bằng đá. Bỏ 5 furnace vào và xem nào, chúng ta cùng chờ đợi recipe. Đương nhiên chưa có gì rồi. Ra được cục than củi đầu tiên, chắc cô ok, chúng ta sẽ chế tạo được cái đuốc, buông cái đuốc để có thể soi sáng, thắp sáng niềm tin. Ok, ở đây chúng ta có sắt này. Đào xem xuống dưới đi. Sắt này cứ từ từ đã. À, đây là gravel à. Gravel. Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Đó chính là tiếng zombie này, spider này. Có thể vậy chính chắc chứng tỏ quanh đây có một cái hang ở đấy. Đáng sợ quá. Tiếng nó kêu kìa. Trời ạ. Tôi chỉ muốn lấy một ít đá cuội thôi, các bạn đừng có đánh tôi. Tôi chứ có gì đâu. Thôi ghê quá, thôi đi lên đi lên đi. Đáng sợ quá. Đáng sợ quá, trời ạ. Chế tạo thêm một cái cây này nữa đi. Chế tạo thêm 3 cây nữa luôn. Đại gia ạ. Ok, nâng cấp rồi, getting an upgrade, một khóa thêm một thành tựu. Xem chúng ta có bao nhiêu sắt nha. 4 cục, 5 cục, 6 cục. Ok, lắp lại nào. 6 cục. Này chúng ta sẽ lên nung luôn đi, 6 cục. 5, 6, ok. 6 cục sắt. À đây, 6 cục và rất là nhiều chắc cốt. Chúng ta sẽ chế tạo thêm đuốc để thắp sáng. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Trước tiên chúng ta cần phải chế tạo một cái xe đã. Đi gặt lông cừu nào. Các em cừu ơi, cho anh xin một ít lông cừu thôi. Anh không thèm thịt đâu, anh chỉ cắt lông thôi. À, có mía này. Trồng mía ra đây đi. Ok, em cừu ơi, đừng chạy mà. Anh chỉ xin ít lông thôi. Ui, con cừu này yêu em quá, cho luôn 3 lông cừu đủ để làm một chiếc giường luôn. Ha. Ok. Ban đầu không có lương thực thực phẩm thì chúng ta không nên chạy. Vì chạy sẽ tốn rất nhiều thanh đùi gà. Ok, chúng ta đã có một cái giường để có thể ngủ qua đêm, chống chọi lại lũ quái vật. Ok, chúng ta đào tiếp xuống dưới nào. Trời ạ, cầu mong rằng dưới đây chúng nó không làm thịt mình. Nghe ghê quá. Nhiều quái vật quá. Cầu mong không đụng phải chúng nó.
Ê, mình chưa có gì để có thể đánh lại chúng nó cả. Các bạn ơi, đừng làm gì mình mà. Oh, chúng ta thấy cửa hang rồi này. Rồi sao ta? Đọc cái lâu quá như thế, chúng ta phải chế tạo một thanh kiếm, đọc này nhanh hơn. Chỗ này vào chưa ra, tính sau. Đào xuống tiếp nào, chúng ta sẽ đào xuống tầng 11 đi. Ở đó có rất nhiều tài nguyên. Ok, đang tầng 33 rồi, đào xuống thêm 20 tầng nữa. Một nguồn nước. Nghe tiếng ghê quá. Để mình lên mình chặn nguồn nước này lại. Trời à, tha cho tôi đi mà. Ô cái gì ạ? Ô. Sỏi rơi, sỏi rơi. Ô dưới này có thêm sắt này. Và than nữa. Cái gì vậy bạn ơi? Ok, chúng ta lấy than ở đây đi. Và sắt này, tranh thủ lấy sắt luôn. Càng nhiều sắt càng tốt. Ok, chúng ta quay trở lại nào. Nãy chúng ta đào tới đâu rồi nhỉ? Rơi xuống dưới này đúng không? Ok, vậy là đặt đây một cục, đặt đây một cục, đặt đây một cục, đặt đây một cục này, xuống tiếp nào. Tầng 25 rồi này. À, xuống sâu hơn, xuống dưới tầng 11 cơ. 4. Dưới đây là một cái hố à. Ghê quá, ghê quá. 21 này. Ồ, gãy thôi. Để mình chắn cái lối này vào đã. Mình không bước qua nữa. Mình không rơi xuống dưới, có một cái hố nham thạch ở dưới rất là nguy hiểm. Rơi xuống là chết liền. Ok, dưới đây có thế. Trời, lên 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 lên. Rồi ạ. Giờ sao đây ta? Có một con scare ở dưới. Cái đạp. Ok, khô máu liền. Khô máu liền, khô máu liền, khô máu liền. Khô máu liền, khô máu liền. Ok.
có bị ồn không đây. Nhưng mà sao chúng ta tiếp tục đi, biết là con đấy là tốt rồi. Xuống dưới tiếp nào, đây là tầng 13 này, 12 này. Ok, 11 đây rồi. Ok, chúng ta sẽ đào tiếp đi, đào tiếp nha. Chúng ta đã tìm thấy kim cương, rất là may mắn. Để xem ở đây có bao nhiêu cục kim cương đây. Ồ, cẩn thận nha, không đập chúng là toi á. Tại vì mình chưa có cúp sắt hoặc là cúp kim cương để có đập nó ra nó. Ồ, may quá, vậy là 4 cục kim cương. Và là may mắn. Là chúng ta có 4 cục kim cương. Và đây chính là vị trí của 4 cục kim cương này. Các bạn có thể nhìn vào tọa độ XYZ ở trên màn hình để có thể đến đây để tìm được thấy 4 cục kim cương này nha. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mặt đất đi. Và trên dọc đường đi mình cũng đập ra tìm kiếm được rất nhiều quặng sắt này. Đào tầng 11 chính là cái cách mà kiếm được tài nguyên hiệu quả và nhanh nhất. À, vàng nữa này. Vàng thì cứ để lại đi, tại vì mình chưa cần đến vàng hộ. Sau này lúc nào cần mình sẽ xuống đây lấy. Trước tiên là sắt đã. Ok. Quên mất, không được chạy. Mới đầu chưa có thức ăn thì không được chạy. Không biết ở trên kia trời tối hay trời sáng nhỉ. Redstone nữa này, rất là nhiều tài nguyên luôn. Trời tối à. Chết sợ rồi. Rồi sao đây ta? Khô máu luôn, không sợ. Vừa trèo lên trên là bấm vào trong cái giường ngay. Và đây chính là khu mỏ bỏ hoang. Ngay dưới nhà mình có một khu mỏ bỏ hoang luôn. Đấy,
rất là may mắn nữa, giờ khu mộ bỏ hoang thì có rất nhiều tài nguyên cũng như là rất là nhiều đồ quý. Trong tập tiếp theo mình sẽ xuống đây mình gặp phải có một con creeper, rùa ra ngoài đã. Trời ạ, hai con creeper luôn, trời ạ. Giờ sao đây ta? Có hai con creeper luôn. Làm sao đây? Có nhện nữa chứ? Trời ơi. Nhiều quái vật quá. Ôi trời ơi. Chắc mình phải quay lại. Chắc mình phải quay lại rừng dưới thôi. No, no, nhiều quái vật quá không thể nào ngủ được, mình quay xuống dưới đi. Trời ạ. Sao tôi đen quá vậy, nhiều quái vật quá, các bạn tránh hết ra đi, đừng có mà bám lấy tôi không có gì cả đâu, tôi chỉ có xương này thôi. Mình sẽ đợi cho trời sáng. Trời sắp sáng rồi kìa, mặt trời lên sẽ đốt cháy hết những con quái vật. Sẽ lên trên. Khốn khổ thân tôi không. Con nhện vẫn ở trên. Vẫn chưa đi ngủ được. Tại mình yếu máu quá. Nó bị đốt rồi hay sao kìa. Đúng vậy. À, vậy là mình đã chết. Ờ, đâu rồi nhỉ? Bên này nhỉ? Và mình đã bị rớt đồ. Ha. Trời ơi, sao nó không bị rớt chết nhỉ? Ủa, bên nào ta? Bên này không phải. À, bên kia. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay mình ra đỏ luôn, mình rất là hên luôn. Tại vì ta kiếm được kim cương. Điều quan trọng là kim cương. Biết thế mình trốn thêm tí nữa là sống rồi. Mình ham quá, lại mình sốt ruột. Kêu xong sao? Quay trở lại lấy lại thôi. Đơn giản. Mình ham quá. Bao nhiêu đồ đạc của tôi hết chưa ta, sao lại hết rồi đấy, bao nhiêu đồ đạc của tôi ơi. Ok thế nào, cắt được cái này nè, flint nè, thứ ba có thêm sắt nè. Ồ nhớ mình có đào. Từ từ. Mình em vẫn nào thêm ít than rồi nhỉ? Kiếm than đâu đây ta? Ồ, đây có cái hang này. À, than mình chế hết rồi, để xem. Đây có than này. May quá, may quá. Đào than dưới này đi. Lấy than để nung. Sắt. Mình đào sắt được nhiều mà. Mình nung sắt đi. Ồ, đây cũng nhiều than này, cũng một mỏ than luôn này. Đậm rồi. Nhiều than phết. Đánh quá, cái chết đầu tiên. Lên nào. Không biết bao giờ mấy cái lúa kia nó mới chín nhỉ. Mình ra mình trồng tiếp ít lúa nữa đi. Trong càng nhiều lúa càng tốt. Đặt thêm cái này nữa. Ok. Nói tóm lại trong ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu một cuộc sống mới tại một nơi hoang vu hẻo lánh, rất là nhiều động vật xung quanh, và chúng ta đã
kiếm được kim cương ngay lần đầu tiên. Rất là may mắn, chúng ta cũng đã chết được một lần. Có lẽ sẽ là một lần chết duy nhất của mình. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Mình chưa có kiếm thôi. Chứ giờ mình có kiếm là mình chém được nó rồi. Trời ạ. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, hãy like, subscribe và comment ý kiến của các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.